căn tánh lợi hại nhất không gì sánh được là tin tưởng tình độ tông vì đây là một môn đại trí huệ rất nhiều rất nhiều đại bồ tát tam hiền đại bồ tát cũng không bằng quý ngài vẫn phải tu vô lượng kiếp còn người thiện căn sâu dày này thì một đời viên mãn một đời thành Phật rồi. Mấy người tin tưởng tịnh tông. Tôi ngay trong đời này. Tôi nhìn thấy không hơn mười người. họ thực làm. Thật sự y giáo phụng hành. Tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, thật làm. Không phải trí huệ chân thật, không phải đại trí huệ thì làm không được. chúng ta không thể không biết điều này tại sao vậy vì họ thật có bộ đề tâm họ dùng chân tâm sinh hoạt dùng chân tâm làm việc dùng chân tâm tiếp người đối vật dùng chân tâm thế nào là chân tâm là tâm chân thành thế nào là tâm chân thành trong sách đại học có một câu nói giải thích chữ thành thành là ý nghĩa gì không dối mình quay lại suy xét xem chúng ta chúng ta thường hay lừa gạt chính mình nói gạt chính mình thôi cũng không đếm hết như chính mình nói tôi muốn tính nguyện trì danh cầu sanh tình độ mà trong tính có hoài nghi không thể tin tưởng hoàn toàn. Trong nguyện thì không xả ly được thế giới ta bà. Dẫn tham luyến thân thể này. Hoặc dẫn là hy vọng học nhiều pháp môn hơn một chút. Đó đều là lừa gạt chính mình. Không lão thật. Không thành thật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chỉ một câu Phật hiệu. Một đời không có xem qua một quyển sách, không biết chữ, không có đọc qua một bộ kinh. Không có nghe qua một lần diễn giảng chúng ta nói lên lớp, lên giảng đường, thì chưa nghe qua một lần. Ngài chỉ một câu A-di-đà Phật, lão lão, thật thật, niệm đến cùng. Làm việc cũng niệm Phật. Không trở ngại công việc. Công việc của Ngài là làm nông, trồng trọt. Việc này là dùng sức lực, lao động, chân tay không phải lao động trí óc lao động chân tay cho nên không trở ngại niệm phật ngài là tấm gương tốt nhất cho người niệm phật chúng ta một câu phật hiệu niệm đến công phu thành phiến điểm đến sự nhất tâm bất loạn, điểm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là Pháp thân Bồ Tát. Vì vậy, Ngài dạng sanh thế giới cực lạc, sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Ngài không ở cõi phương tiện cõi đồng cư. Cả đời của Ngài thực sự là Đại Từ Đại Bi. Nhìn thấy người khác khổ nạn, nghe nói được thì chủ động đi giúp đỡ. Ngài trồng trọt, Cho nên có nhiều lương thực. Trồng rất nhiều cây ăn trái, rau quả. Đem tặng số lượng lớn cho những người cần thiết. Những người dùng gian đang bị đói thì Ngài cứu họ. nên người địa phương gọi Ngài là Đại Thiện Nhân. Chúng ta biết đó là hạnh Bồ Tát. Bố thí, nhẫn dục, thiền định, tinh tấn trong lục độ canh tác hơn 90 năm. Đó là làm gì? Tu thiền định. Ngài không có nghĩ rằng tự tìm sự nghiệp khác nhẹ nhàng hơn để làm. Đến già, quý vị thấy đến ngày ra đi. ngày ra đi đó ba ngày vẫn làm trọn một ngày làm đất tưới nước nhổ cỏ trong vườn rau vẫn làm cả ngày làm đến khi trời tối đêm đó thì dạng xanh thật sự là một ngày không làm thì một ngày không ăn làm tấm gương tốt như vậy cho chúng ta xem buổi tối ngày ra đi đó ngài niệm phật ở trong phòng ngủ của mình niệm phật sáng sớm ngày hôm sau người ta đẩy cửa vào thì thấy ngài đã đi rồi đó là tấm gương tốt cho chúng ta chúng ta cần phải đem bồ đề tâm thực hiện trong cuộc sống chính là dùng chân tâm không dùng vọng tâm trong xã hội ngày nay người ta đều lừa gạt chúng ta đối với chúng ta đều là giả dối mà chúng ta dùng chân tâm hát không phải là chịu thiệt rồi sao đúng hay không không sai chịu thiệt trước mắt qua vài năm thì không còn chịu thiệt nữa tại sao vậy vì qua thêm vài năm thì quý vị đến thế giới cực lạc rồi còn họ thì sao họ lại đi vào sáu đường luân hồi nữa tạo lục đạo luân hồi thì chắc chắn cơ hội ở ba đường ác nhiều cơ hội ở ba đường thiện ít quý vị mới hiểu được người dùng chân tâm được lợi ích lớn rồi. Quý vị có muốn hay không? Không thể không làm rõ ràng điều này. Cho nên, cho dù hiện nay người ta quỷ bán ta, sỉ nhục ta, ức hiếp ta, hãm hại ta, tất cả đều là việc tốt. Tại sao là việc tốt? Đối với chính mình mà nói. Tôi không để trong tâm những việc ấy. Đó chính là không bị hoàn cảnh quý nhiễu. Đó là gì? Đó là những nhục ba la mật. Thành tựu những nhục ba la mật cho quý vị không có những người ấy đến gây phiền phức thì làm sao quý vị nhẫn nhục được? Quý vị nhẫn nhục đạt đến mức độ nào? Thì ở đây thấy được rồi. Lão Hòa Thượng Hư Vân, khi Ngài hơn 100 tuổi, vào lúc đại cách mạng văn hóa. Ngài bị một nhóm người đánh, đánh rất nặng. Bỏ ngài trong một cái bao, rồi tay đấm chân đá. Khiến gậy mấy cái xương sườn. Muốn đánh chết ngài. Cũng may ngài chưa chết. Được người ta cứu sống. Đến sau này mới biết bị gãy mấy cái xương sườn. Nhưng không có phẫu thuật. Dùng đông y thì khôi phục rồi. Lão Hòa Thượng không có oán hận. Mà nhận nhục ba la mật. Chính Ngài nhẫn nhục đã đến trình độ cao rồi. không phải phàm phu có thể nhận được cũng không phải người trời có thể nhận được là nhẫn nhục của phật bồ tát nhẫn nhục của tiên nhân không khác gì với nhẫn nhục tiên nhân bị vua ca lợi các đức thân thể ngày nay chúng ta bị một chút khổ nạn đã chịu không nổi rồi đã oán trời trách người vì có được không vì làm sao có thể thành tựu ít nhất chúng ta cũng phải học lão hòa thượng hư vân nâng cao lên hơn một chút nữa chính là những nhục tiên nhân tại sao có thể nhẫn vì biết những người đó. Người đến sát hại là hiểu lầm. Không biết chân tướng sự thật là mê hoặc điên đảo. Nếu họ thực sự biết được Lão Hòa Thượng Hư Vân là người tốt, không phải người xấu, thì họ đã không vậy rồi. Bởi hiểu lầm cho rằng Ngài là người ác là địa chủ là ác bá dùng phật giáo để lừa gạt chúng sanh lương thiện họ nghĩ như vậy cho nên muốn đưa ngài đến chỗ chết thật ra không phải vậy người ta cúng dường ngài từng ly từng tí tiền cúng dường đó vì Ngài là một người thật sự có tu hành, người có đức hạnh. Đó là trồng phước là gieo phước điền. Làm sao có thể trồng phước điền, thật sự trồng phước điền được? Nói Ngài là lừa gạt lão ba tánh. Nói Ngài là mê tín, nói Ngài là lừa gạt chúng sanh. Đây là hiểu lầm rất lớn, hiểu lầm rất nghiêm trọng. Đối với người sáng tỏ, Lão Hòa Thượng là người sáng tỏ, cho nên trong tâm Ngài không có chút oán hận nào. Chư vị có đánh chết Ngài, Ngài cũng sẽ không oán hận chư vị. Nếu Ngài oán hận chư vị, Ngài không thể giảng sanh, Ngài không oán hận chư vị, nên Ngài đã giảng sanh vào nội diện đâu xuất. Bồ Tát Di Lặc đã tiếp đón Ngài đi, đó là sự thật đó là đạo lý lý và sự đều phải hiểu được đều phải rõ ràng nếu như có tâm để cầu thì là sai rồi chúng ta có tâm để cầu bồ đề ở đây chủ yếu nói câu này pháp của cầu bồ đề quả của cầu bồ đề đây đều là pháp chấp là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị đã rơi vào trong đó, vậy thì sai rồi. Đoạn tiếp theo nói, Nay hành giả tuy biết tu hành cầu dạng sanh, Có cần cầu Phật Pháp hay không? Cần cầu. Phải thân cận Thầy tốt, thiện tri thức chân chánh phải cầu pháp với họ Thế nhưng Câu này quan trọng Liệu liệu Điều liệu là hiểu rất rõ Nhận biết Biết được Lý thể Vô cầu Trên bản thể Tự tánh Không có cầu Nó không tương ương với bản thể. Cho nên làm thế nào nhưng chẳng hoài giả danh? Giả danh giả tướng. Biết nó là giả, nhưng chúng ta vẫn dùng những giả danh giả tướng đó để tu Đại Bồ Đề Tâm. Vậy thì đúng rồi. Nên tu đủ dạng hạnh. Do đó, cảm được bồ đề, cảm ứng đạo giao. Chư Phật Bồ Tát hiện thân, hiện hóa thân để giúp đỡ quý vị. Lão Hòa Thượng Hư Vân năm 47 tuổi, chim bái ngủ đài sơ. Đem công đức chim bái hồi hướng cho cha mẹ. Ngài tam bộ nhất bái, từ phổ đà bái đến ngủ đài, ba năm mới đến nơi. Trong hành trình, có hai lần bị bệnh đều ở nơi hoang vắng ở trong núi sâu không có người ngã bệnh rồi cảm được bồ tát văn thù hóa thân đến bồ tát văn thù biến hóa thành một ăn xin ăn xin thì nơi cư trú không cố định ăn xin khắp nơi dùng thân phận như vậy đến cứu ngài hai lần đều là người ăn xin đó cứu Ngài. Người ăn xin ra ngoài ăn xin để nuôi Ngài. Tìm một ít thảo dược, sắc một ít thảo dược để trị bệnh cho Ngài. Sau khi đến ngũ Đài Sơn mới biết, đó là Bồ Tát Văn Thù Hóa Thân. Quý vị có chân tâm, có thể cảm, thì Phật Bồ Tát có ứng, cảm ứng đạo giao, tơ hào không sai. Sự việc này không phải là gạt người, Chúng ta có thể cảm thì Bồ Tát có thể ứng.